Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Cast Mèo Con Đi Câu Cá. Mia Thanh Ezi đây. Và nếu như em nào thích cái video này, đừng quên là bật lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào? Ơi chà, con mèo đây, con mèo hổ đây nó đang câu được một đống cá đây anh em ơi. Chúng ta xem có nhiệm vụ gì không. Cái nhiệm vụ của chúng ta thì hôm nay cũng không có cái gì lắm. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái gì lên nhở? Chúng ta có khi sẽ mua cái khẩu súng cuối cùng đi. Nhưng hiện tại thì mình hết sạch tiền rồi. Chưa hết sạch cái gọi là cái đinh ốc rồi. Có khá là nhiều loài cá anh em ạ. Có khá nhiều loại súng khác nhau. Chúng ta sẽ... Đây, cái khả năng đầu tiên là khả năng xuyên qua đúng không? Bắn xuyên qua này. Có vẻ khá ngon. Cái này nó sẽ bị giảm xuống rất là nhiều. Cái khẩu này chưa được nâng cấp ấy, chưa được nâng cấp thì nó sẽ yếu. Có khẩu cuối cùng này ngon này, nhưng giá sẽ là 1.800 đinh ốc. Có khi mình sẽ nâng cấp cái e tanh lên trước nhỉ. Cái e tanh này sẽ nâng cấp mắc lên trước đi, xong rồi nâng cấp cái kia sau. Rồi mình sẽ tiếp tục đi câu nào. Và nếu muốn câu cá to thì chúng ta sẽ sang cái khu vực Glacia Cat Frankie. Cat Frankie bắt ở đâu nhỉ? Sweet Region, không biết là có Cat Frankie không. Thôi mình sẽ đi câu ở Glacia trước á. Mình đang cố gắng, hôm nay sẽ cố gắng bắt được cái con cá một sừng Unicorn. Hôm nay có khá nhiều loại cá đây. Nó do cái con hổ của mình này. Nhưng mà cái này thì nó... Chết rồi. Mình quên mất một điều là chúng ta sẽ không có cái gì bảo vệ khỏi bọn sứa đâu nhá. Ở đây có bọn sứa đấy. Đấy chứ anh em thấy có sứa chưa. Đó, cực kỳ khó chịu là chúng ta sẽ có sứa. Không vấn đề gì. Đây, chúng ta gặp những cái loài cá cỡ lớn. Nhưng mà điên một chỗ là nó sẽ có sứa. Nếu mà chúng ta câu khéo không vào sứa thì là được. Nhưng mà rất là khó. Oxy. Thấy chưa? Toàn cá cỡ lớn sẽ xuất hiện ở đây luôn. Đấy. Bắn hết à? Oh man, thấy chưa? Chưa gì ra đã câu phải một con sứa điện rồi. Đợi nó vào đây đã. Nó bơi nhanh thế nhở. Mình còn không biết là nó. Tốt. Ok, chúng ta câu được hai con này rồi. Né bọn sứa ra là được. Có cái mũ nào sự kết hợp giữa nhiều cá với Đây không sao. Oxy. Ôi, ok. Sao không được ta. Bó tay luôn. Chúng ta câu đấy. Mấy lần mà không được rồi. Rồi, vào đây anh em. Bắt hết. Tốt, toàn cá lớn thôi. Câu cực kỳ nhanh nha. Chúng ta chỉ cần đợi bọn sứa đi ngang qua thôi là xong mà. Một con, hai con, ba con. Đây này, thấy chưa? Thấy cái gì chưa anh em? Đó chính là nó đấy. Khả năng xuyên qua, khả năng xuyên qua. Đúng rồi, chúng ta bắt được con cá gọi là khủng khiếp nhất ở đây. Nó chính là Unicorn. Nó chạy mất rồi. What? Bắt ngay làm sao để cho nó chạy được. Yes, chúng ta được khoảng hơn 600 ngàn với cái bốn con này. Ok, đợi từ từ. Ôi, con này phải 3 phát à? Bình thường có 2 phát thôi mà. Sao lắm cá nhỉ? Sao lắm cá voi vậy? Mình muốn đợi mấy con kia. Mình muốn đợi con cá một sừng cái. Nhưng hôm nay không thấy rồi. Mày này. Rùa này. Rùa cũng chỉ một phát thôi. Một phát thôi. Nghe lên. Chết tôi rồi. Tôi bị đúng cái dính đóng băng rồi. Đây ngay đây có oxy này. Trời. Và chúng ta sẽ bắt đầu lên bờ thôi. Khó. Gặp ngay một đống cá ở đây. Khó chịu nhỉ. Mình sẽ không được bảo vệ bởi oxy nữa. Và cho xem quảng cáo sẽ được khoảng là 105.000. Khá là tốt. Chúng ta sẽ xem tranh thủ xem quảng cáo nhé. Anh em có thể là gọi là tua qua cái đoạn này. 100.000 đấy. Không phải là ít đâu. Cái tiền này về mình sẽ bắt đầu đổi là thành gia đình ốc.
và từ đỉnh ốc thì ta sẽ mua cái bình oxy cỡ to hơn, tăng cái lượng oxy của chúng ta lên nhờ. Chú bắt được một duyên một con cá ấy thôi, cho bắt được một con cá một sừng ngon phết, con đấy khỏe và nó cho mình nhiều tiền, được cái nhiều tiền đấy, 105.000, nhiều cá thế. Rồi nhưng con này vẫn chưa thể nào mua con này được. Frankie fish ở đâu nhở, ở dưới màn đêm à? Thế mình nghĩ nó sẽ dưới màn đêm, chắc dưới màn đêm rồi. Ở mình có muốn mua sub item không? Có đấy. Nào, đi câu con Frankie Fish cho con đấy cái. Chúng ta sẽ xuống dưới Deeper Side, không để con mèo mình đói được, bạn của mình không đói được. Chú nó thay đổi chủ rồi. Bây giờ sẽ là con cá hổ. Trước con cá khác là cá hổ. Chết toi là này, nhiều ấy lắm, nhiều con sứa điện lắm. Con này thì không tránh được sứa điện. Ok, 3 phát rồi, là bắt được con này rồi. Phải đợi bọn sứa điện này đi qua thì nó mới có thể bắt được. Chứ còn sứa điện ở đây thì nó sẽ còn còn cực kỳ nguy hiểm nha. Yeah. Một con này, tốt. Hôm nay ít sứa điện đấy. Ngày có sứa điện là con này không phải đi câu được. Con hổ này. Nhưng bù lại thì chúng ta khả năng là xuyên qua mấy con cá lớn này ngon hơn này, và có nhiều cá lớn hơn. Cái tỷ lệ rơi ra cá lớn nhiều hơn. Ấy chà, ngày xưa như thế bọn sứa này mình đánh luôn rồi. Ui, cá lồng đèn đẹp to nhỉ. Khả năng xuyên qua con này là bao tiền đây? 10.000. Wow, giá trị thế nhỉ. Phải nói thật sự rất là giá trị. Cá lớn quá cơ. Vào đây nào, 4 con bò. 4.000. Một con này bé quá. Một phát, yes sir. 7.200 nhưng không có Frankie nhỉ. Thế quái nào ta. Rồi chúng ta sẽ cần câu con oxy. Nhưng ok, oxy nó đang bị vướng vào cái bọn sứa này. Ok, chúng ta đang ở wave 7. Không có con Frankie thì làm sao mà có thể được. Oxy không quay lại luôn đấy. Một mình đi không trở lại luôn. Bắt một mẻ luôn chứ, làm sao có thể để mission thế này, con Frankie này. Thấy chưa anh em? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? What the hell? Xem quảng cáo đi, đằng nào thì cũng phải oxy. Trời, mãi bắt được cái con oxy này. Cho nên mình có 1 trên 2 con Frankie. Kiểu gì thì kiểu cũng phải bắt được Frankie mang về. Ok, đang đợi Frankie. Nó ăn con cá khó thế nhở. Cho đến đây rồi không thể nào mà về không được. Mấy con này có thể bỏ qua đi, nhưng ít nhất phải câu con cá đó. Không ra nhỉ. Có vẻ như không ra rồi. 27% rồi. Ok, dưới này lắm mấy cái bọn bạch tuộc thế nhỉ. 20% anh em ơi. Chúng ta phải câu một cá thì nó mới nhanh qua tơn được. Không có rồi. Ôi giời, bắt con này vậy. Thôi câu con này vậy. Có bắt được không nhỉ? Có bắt được con cá đấy không ta? Hy vọng mình sẽ bắt được con đấy. Bây giờ duy nhất một con Frankie thôi. Đó, con đấy mình vẫn bắt được. Bình thường anh em ạ. Tuyệt vời. Con cá mặt quỷ. Con gì nhỉ? Hollow trong kiểu trong Hollow. Con đấy là con như kiểu là đeo mặt nạ biến thành quỷ dữ, như linh hồn sau khi đeo mặt nạ biến thành quỷ. Bình thường là linh hồn đúng không? Nhưng mà khi đeo mặt nạ ở trong truyện tranh Blitz giống kiểu đấy. Những loài quỷ dữ Megapolis Happy Travel hình như là giống à game quản lý à. Game kiểu dạng xây dựng đúng không?
cho sẽ được khoảng là 112.000 thôi. Ok, 891.325 đồng. Vấn đề là vẫn chưa có con Frankie để cho con kia ăn. Rồi mình sẽ thay lại cái mũ nhỉ. Ok, thay không phải thay cái mũ mà chúng ta sẽ lấy con mèo khác. Kiểu gì cũng phải đi bắt được con mèo kia, để bắt được con cá kia cho này. Power Shui lên đường, mua thêm cái lưới cho nó. Rồi mà mình đợi con mèo cái đến là mình sẽ bắt đầu là đổi những cái trang thiết bị cho chúng ta. Mission đây, Sweet Region và Deeper Side chắc chắn rồi. Ordinary lên nào. Bây giờ mình chống được cả bọn kia rồi nên mình không lo. Bây giờ mình sẽ đợi thôi. Có nhiều cá càng tốt để mình sẽ lên cái mức độ cho nhanh. Yes sir. 83%, 83% phải bắt con đấy trước. Wave 4 rồi anh em. Ok, có oxy rồi. Cái này thì mình không ngán con nào cả. Mình phải đá bắn ra trước đấy, sợ là sẽ có con cá piranha. Đây này, vừa mới nói xong là có ngay piranha. Con này à, chúng ta bắt được một cá nhỏ nhỏ được để tăng wave cho nhanh. Sao có duy nhất một con nhỉ? Cá to quá nhưng nó không ăn đâu thì phải. Hình như vậy, wave 7 rồi. Có oxy không nhỉ? Không dính con nào ta. Không dính con nào ta. Đây rồi, tốt rồi. Oxy. Mình cần phải câu thêm được một con nữa. Vấn đề là không ra thì botay.com. Con cá cú mèo này. Đây có thể là cá cú mèo ở đây nữa chứ. Một phát này. Mission của tôi. Lại đây. Bắt được rồi, chúng ta bắt được con cá mà mình đợi mãi con này. Một con này luôn này. Con này to thế này thì không thể nào mà xịt được rồi. Mãi mày mới ra. Buồn cười thật. Không cần phải câu nữa, bây giờ quay 9 rồi. Quay của chúng ta là quay tốt nhất rồi đây. Con mèo đã bắt được. Yeah. Yes sir. Con mèo lái tàu. Đây là mèo mù vớ. Con cái lái tàu luôn. Vào đây. Sao có to nhỉ? Mình phải đeo con Tiger vào. Và Tiger thì chỉ nên chơi ở cửa cuối cùng thôi. Theo mình nghĩ là vậy. Nhưng mà cuối cùng thì rất là nhiều loài cá dị. Nó không phải là tất cả là một cái loài cá xịn ấy. Anh em hiểu không? Chỉ có câu ở cái kia thôi. Cái cửa gần cuối thôi. Cái này chẳng có cái deck gì cả. Có hai con bạch tuộc. Thôi mình sẽ lên thôi. Dù sao mình cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của con mèo kia để cho nó đỡ đói. Nó đói quá rồi. Đói mềm người rồi. Phải bắt bọn này về thôi. Lên tàu, cho nó lên tàu đây. Cuối cùng tôi đã về được rồi. Và được khoảng 91.000 cũng không biết nó là quá tệ đúng không? 974.000 mình đang đợi con mèo kia. Giá cho mày 13.500, ít tiền quá. Ok. Hôm nay là một cái ngày rất chi là khó chơi đây. Chắc là mình sẽ đóng cửa đi ngủ và đợi sang cái ngày khác nó biển lặng hơn. Hôm nay biển động lắm. Biển động không nên ra khơi. À chơi, phải vào trong một cái cửa trước á. Mình phải vào trong một cái map trước, xong mình có thể chuyển sang cái map khác được thì mới có về nhà được. Hôm nay biển động nha anh em. Biển động thì nên ở nhà thôi, không nên đi câu làm gì cả. Về, let's go.
Mình đang muốn nâng cấp lên. Để xem nào, chúng ta có thể nâng cấp được không nhá. Hôm nay thì nó cũng chưa có cái sự kiện gì hay ho cả, nên mình sẽ về, mình đi về luôn. Câu mình đi về luôn. Đây như thế này, cho sẽ nâng cấp cái bình oxy của chúng ta lên là được mà. Đó, hôm nay có tiếc gì mới không? Cũng chẳng có gì mới cả, và cũng không có cái ông lão kia. Mình sẽ đi đổi đinh ốc đã. Mình có một đống đinh ốc cỡ to, cỡ lớn, có nghĩa là cá cỡ lớn đấy. Cái hình con cá nó nhấp nháy có nghĩa là chúng ta còn khả năng là đổi. Về đi nào, chắc là ngày hôm nay sẽ gặp được cái ông lão đổi, ông buôn bán đinh ốc, đổi vàng đinh ốc. Ok, đây rồi, chính xác như vậy. Hôm nay ông sẽ bán là 19, đổi lấy 38 mảnh. Xem quảng cáo để được 100% nha. Ở đây chúng ta có thể xem thêm những cái trò, những cái gameplay của những cái trò khác. Nhưng thông thường thì quảng cáo đây game thì cũng có thỉnh thoảng có những game mới hay. Còn game này thì quá lâu rồi, quá cũ rồi. Thiết lập đội hình. Đây là game Lost Mobile đúng không? Lost Mobile quá là cũ rồi. Mà sao quảng cáo lắm vậy? Không biết có ai chơi không ta? Nhiều thể loại đánh. Rồi mình sẽ được 100% là 76 này. Mình sẽ mua bao nhiêu nhỉ? Vấn đề mình muốn mua bao nhiêu ta? Nâng cấp cái này sẽ cần khoảng là 2k4. Cứ đủ 2k4 là được. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp được cái bình oxy lên anh em ạ. Air tank sẽ được nâng cấp lên này. Yes, fan static oxy tank. Tốt. Và chúng ta sẽ đi đổi cá trước. Ở những cái vùng này fish có loài cá gì? Whale shark. Đây, mình bắt được con Apolis. Ủa, Apolis giá là 100 vàng. Ui, hôm nào mình bắt được con này đây đúng không? Kinh phết, hôm nào bắt được con Apolis đây. Mình cứ tưởng là con gì. Phù, kinh vậy. Apolis là một cái bức tượng, một vị thần à. Đây, unicorn này đẹp chưa? Unicorn đẹp chưa anh em? Mình không quan tâm lắm. Bây giờ mình sẽ cần phải là đổi đã. Ở đây này, cái con holo Devin Fish. Hôm nọ bắt được Devin Fish. Đúng không em, bắt được Devin Fish. Đây đây, đổi luôn Piranha. Đổi luôn này. Còn có gì đổi được hết thì đổi đi. Ở đây này có nghĩa là nó sẽ còn cá này. Khi nó hết cái chấm đỏ chắc là nó sẽ hết khả năng đổi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở đây sẽ còn con cá khả năng đổi lại được. Đây 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 đây. Smile đã xong nha. Chúng ta đã đổi được hết rồi. À, mình chọn 95.000 thôi. Bây giờ sử dụng để mua tất các cái sub item đi câu phát cuối nào. Lên 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 lên. Ui 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 ui. 28 à. Khỏe quá tay quá chăng? Hình như hơi quá tay rồi. Vì số tiền nó sẽ đắt dần lên mà. Glacia, cái bình oxy của mình là fantastic, là màu hồng hồng rồi. Hey cha. Oh man, nhầm rồi. Nó không có cá cỡ lớn đâu anh em ạ. Lý do tại sao anh em hiểu không? Đây này, không được, mình sẽ phải thay đổi trang phục con hổ ra thì mình câu được cá xịn, được cá cỡ lớn. Nhưng bù lại thì mình sẽ không có khả năng là chống giật sét. Cái này đỡ nhấp nháy rồi. Cái power shui này thì nó rẻ, có 1.500 thôi. Con hổ này mới là giá trị này. Cá kích thước cỡ lớn này. Hôm nay chẳng có tin tức gì cả. Đi câu nào Glacia, và hôm nay cố gắng câu được khoảng 200.000 mang về nhà nào anh em. Lên đường. Ordinary, một con cá mắc sai. Tốt. Đó, con cáo không được, có cáo loại nhỏ luôn nha, chỉ có cáo cỡ to thôi ở đây thôi. Thấy chưa? Ồ, vẫn có. Mình vừa mới nói là như nó tát vào mồm mình ấy. Con hổ rồi mà. Tôi đổi ra con hổ rồi mà. Ok, có cá chích mắc sai mà nó đi nhanh thế. Mình đang cố gắng là né cái kia ra.
Tốt. Oxy không, cá gừng. Quả đấy nó còn xịt á. Thì đúng là chịu mày rồi. Oxy. Oxy ở đâu? Có cá quảng cáo. Ơ à, cái gì nó vừa đập vào mặt mình nhỉ? Mình không biết luôn. Nó cho mình khả năng xuyên phá nữa. Đoán rất là tốt. Đấy, bắn phát ngon mà. Oxy. Bắt về trước khi con cá mập nó xuất hiện. Mình hay hay nhìn đấy. Tốt. Tốt, bắt càng nhiều càng tốt. Cứ chỗ nào càng nhiều cá càng tốt thì mình sẽ lên quay rất nhanh. Oxy mình lên một tầm lên một tầm cao mới rồi. Man. May mà toàn mấy con cỡ nhỏ rồi đấy. What? Tốt, bắt hết. Thật ra mình cũng không cần cái kia nó làm gì đâu. Từ từ. Rồi, vào đây nào các bé. Xa thế, chạy vào gần đây. Mình có cần ném mồi cho nó vào không nhỉ? Con này bắt ai? Không được rồi, cái đấy đấy. Cái chỗ đấy thì nó cứng lắm. Con voi. Con voi kìa anh em. Con này chỉ cần 2 phát thôi, câu đơn giản và nhẹ nhàng. Cũng từng được khoảng 4-5k gì đấy. Không được rồi, lắm ấy thế, lắm sứa thế nhờ. Cá thì đầy ra như thế. Bị bắn một cái vào cái kia. Quay chín rồi. Giật cái ô đúng không? Giật giật điện. Một con nhưng không quá to nhỉ. Quay chín rồi, khá là tệ ra. Quay thì thỏ nó rụt vào trong cái mai của nó thì chịu, câu cả ngày cũng chẳng có thể ra được. Oxy. Ôi. Cái con kia biết ngay mà, kiểu gì? Sát thủ. Đùa. Từ từ. Một phát nữa. Lên này con voi. Ấy chà. Mày định ăn con tao à? Không được. Ồ mình không dùng ở mấy cái ấy cơ. Ngư lôi cơ. Tại vì nó cũng chưa có chỗ nào nó nhiều. Ôi, oxy rồi ấy hết rồi. Rồi mình sẽ chơi này nốt đây đi. Đằng nào thì cũng đã câu đến đây rồi. Đó. Rùa rụt cổ. Vào đây. Mình muốn cần nó đông hơn một lần nữa thì ta sẽ tung cái quả này ra. Và ra được khoảng hơn 200 ngàn đấy. What? Cái bọn sứa đáng ghét. Thật sự tôi rất là ghét sứa. Tưởng chúng ta đã thoát khỏi sứa rồi. Nhưng mà thôi, không sao. Cho câu thế này. Oxy. Anh em ơi. Chết rồi. Không được rồi. Quay lại đây. Chết thật. Đây rồi, bắt được 2 con. Đấy, thấy chưa? Chúng ta bắt được 2 con anh em ạ. Rồi và tuyệt vời, chúng ta đã xong được cái mục tiêu chúng ta là bắt được 2 con unicorn và được khoảng hơn 250 nha. Thì mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Và nếu anh em đã thích video này, đừng quên bỏ lại một like. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.